À, thế khi về nhà thì bé có kể lại câu chuyện gì về cô, về lớp, về bố mẹ nghe không ạ? Cháu cũng nói nhiều chuyện về khoa học, cũng được học nhiều khoa học, rồi được tập thể dục thể thao, như là chơi bóng rổ. Hôm trước về cũng nhờ mẹ mua quả bóng dài để cho con thổi, cho con làm ảo thuật cho mẹ xem. Rồi ạ, thế chị có nhận xét gì về trường mầm non HOS không ạ? Mình thích ở đây cái không gian thoáng đãng, sạch sẽ, như là các cô giáo cũng rất là thân thiện. Con đi học về thì cũng nói là con chỉ thích học ở HOS.